Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên một cái căn nhà vườn khu dân cư quý vị nhé. Trên căn nhà vườn này có diện tích là gần 2 sảo, thì chắc là 1.859 m2. Đấy, có nhà mặt tiền đường này nó dài tới 60 m thôi, mặt tiền đường rất là dài. Đây là ô tô đây đổ 4-5 cái. Đường này trông phải trải nhựa quý vị nhé. Cái này kiểu trải nhựa nóng mà người ta phủ một cái lớp đá mạt bên trên. Nên tường của mình đã làm hàng rào rất là sạch đẹp, sơn màu trắng luôn. Đó, toàn bộ mình đã trải hết. Thì chủ đang chào bán là giá 4.8 tỷ quý vị nhé. Đang có nhà này, vườn cây này, và cái đất này thì có 200 m đất ở rồi quý vị nhé. Quy hoạch khu dân cư, toàn bộ khu dân cư từ đây và ra đến ủy ban nhân dân xã là khoảng gần 2 cây quý vị nhé. Bên trong có một phòng ngủ thôi. Đây vườn này. Đây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi nên là vườn cây các thứ là rất là đẹp đấy quý vị nhé. Trồng la này, trồng bưởi này. Đây, cây sơ ri này, mít này, hoài này, nói chung là nhiều loại trái cây quý vị nhé. Nhiều loại trái cây này. Sơ bộ cho quý vị biết cái vườn này á. Mít các thứ là quả rất sai luôn á. 4.8 tỷ cho cái nhà vườn này quý vị nhá. Bơ này. Có thổ cư rồi. Nhiều người thích thổ cư thì đây là một lựa chọn vô cùng hợp lý rồi quý vị nhá. Xung quanh mảnh đất của mình đã rào rộng hết tất cả thứ rồi, về chỉ việc ở thôi. Có căn nhà vườn rồi. Hay tôi đi quay lại cho quý vị thấy rồi. Vào mùa mưa cái cây cối mà tôi có một cái video khác ấy, thì là quay cụ thể ở cái bên trong, nhưng này đông người quá nên tôi không quay lại. Người bên trong cũng chỉ có một phòng ngủ thôi, không có gì đặc biệt lắm vị nhá. Thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất, một cái nhà vườn ở đây. Quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé.